Vâng, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Hôm nay Phương Nguyễn đang đứng tại khu đô thị ACC phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một khu đô thị rất là đẹp và các dân cư hiện nay đang ở đây rất đông. Khu đô thị này đặc biệt cách biển Nha Trang chỉ có 100m thôi, cách đường Phạm Văn Đồng chỉ có 50m, rất đẹp. Hôm nay Phương ở đây để giới thiệu tới quý anh chị một lô đất tại phường Vĩnh Hòa, khu đô thị ACC này. Lô đất này ngang 5, dài 12, diện tích là 60m², phun thổ cư rất là đẹp. Và con đường ở trước đất là một con đường nhựa, đã có vỉa hè, lát gạch hoa. Con đường này tổng cộng đường và vỉa hè luôn, chiều rộng là 12m. Xung quanh đây thì dân cư đã ở rất đông, những tòa nhà 3 tầng, 4 tầng mọc lên rất đẹp. Và theo hướng Tây Phương chỉ đây, đây là tòa khách sạn La Luna Phạm Văn Đồng, Nha Trang. Tòa khách sạn cao hơn 40 tầng, rất đẹp. Đây là cọc của lô đất mình và đây là cọc của lô đất phía bên kia. Hệ thống điện đường trường trạm thoát nước đã được đầu tư chỉnh chu đầy đủ. Quý anh chị mua ở đây thì chỉ xây dựng lên và ở thôi, rất đơn giản. Thì chiều dài của lô đất chúng ta là tới đây. Để Phương sẽ đi một vòng. Đây, tới đây. Ngang 5, dài 12. Rất đẹp. Tiện ích dân cư xung quanh đây thì gần trường học, gần ủy ban. Nói chung là gần tất cả. Gần chợ, gần trường. Và đặc biệt là gần biển. Không khí rất là thoáng mát, trong lành. Với cái giá đầu tư chỉ 3 tỷ mốt. Đối với lô đất này, quý anh chị đã có thể sở hữu và xây dựng nhà mình ở an cư hoặc là mình mua đầu tư, cũng rất là tuyệt vời. Đó. Nếu anh chị quan tâm và yêu thích lô đất mà Phương giới thiệu thì sẽ hãy liên hệ với Phương qua số điện thoại 0776 007979. Nguyễn Phương, Bất động sản Khánh Hòa. Xin cảm ơn quý anh chị.